Tổng hợp top 3 dự án game có tiềm năng airdrop rất là lớn trong thời gian tới. Anh em nhớ xem hết clip nhé. Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Tick Crypto và mình là Nhất Huy đây. Airdrop thời gian gần đây thì khả năng cộng đồng ít FOMO trở lại rồi, bởi vì sau rất nhiều các đợt airdrop không được tốt đến từ những dự án gọi vốn cả 100 triệu đô và định giá cả tỷ đô la đúng không? Thời gian vừa qua thì rất nhiều anh chị em chúng ta cũng đã thất vọng về những dự án đó. Có thể là chúng ta bị miss khi mà chúng ta đã làm khá là nhiều cái nhiệm vụ ở trong nền tảng của dự án nhưng mà chúng ta không nhận lại được reward. Nhưng mà đổi lại như vậy thì nếu mà chúng ta lướt qua trên nền tảng của Twitter thì anh em sẽ thấy rằng có hai cái dự án game và thấy rằng là GameFi gần đây thì airdrop khá là xịn sò nhé. Như là cái dự án game Phoenix Nation đó, anh em cũng đã nhận được vài trăm đến vài nghìn đô la tùy vào mức độ trải nghiệm của anh em. Hoặc là cái dự án game Pixel á, những anh chị em chúng ta trải nghiệm miễn phí. Mình biết rằng anh em đã nhận được một số lượng token khá là lớn luôn á, cũng tương đương đối với tài sản anh em nhận được khi mà cái đồng coin Pixel đã được listing trên nền tảng của Binance đúng không? Có nhiều người chúng ta đã nhận được từ vài nghìn đến vài chục nghìn đô la nha anh chị em. Chúng ta có thể search lại trên nền tảng của Twitter. Ngoài ra chưa kể đến cái dự án Notcoin mà chúng ta chỉ cần tap ở trên màn hình điện thoại thì mọi người cũng đã nhận được về một khối lượng tài sản cũng rất là ok rồi. Ok, và trong clip ngắn này thì tùy theo nguyện vọng của anh em, mình sẽ tổng hợp lại một số dự án GameFi khá là hot thời điểm hiện tại đây và có tiềm năng airdrop thời gian tới. Anh em nhớ xem hết clip và chúng ta thực hiện làm ngay nhé. Để bắt đầu bước vào nội dung của ngày hôm nay đây thì như thường lệ thôi. Nếu mà anh em cảm thấy clip hữu ích hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh YouTube và nhấn vào thông báo lên nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Anh em muốn cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường á, như dự án có tiềm năng airdrop retroactive tip thì mọi người sẽ cho vào trong cộng đồng channel Telegram của mình. Còn nếu một thuần về trading, chơi các cái đồng coin về trung hạn ngắn hạn và đồng coin là đầu tư cho dài hạn thì tiềm năng á, anh em sẽ cho vào trong cộng đồng trading á, mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Cộng đồng này thì cũng hoàn toàn free thôi nha anh chị em. Và nhớ follow thêm nền tảng Twitter của mình đó. Trên đó thì mình hay update đó, các dự án trading cho anh em theo trend coin thị trường nhé. Clip này được đồng hành cùng nền tảng của sàn OKX. Sàn này thì là top đầu về công bố lượng tài sản dự trữ rồi và công bố liên tục PY hàng tháng nha anh chị em. Hiện tại đây lượng tài sản dự trữ trên sàn đó là 22,5 tỷ đô la. Ngoài ra hiện tại thì sàn đang có rất nhiều các cái sự kiện airdrop dành cho những người đăng ký mới nhé. Anh em có thể đăng ký ngay cái link đối tác ở dưới phần mô tả của video để được giảm phí giao dịch và mọi người sẽ nhận thêm một số các cái chương trình bonus độc quyền á. Như hiện tại đây đang có một cái sự kiện 1,5 triệu đó, dành cho tân thủ là những anh chị em chúng ta đăng ký mới thì anh em có thể đọc cái kèm sự kiện mình có để dưới phần mô tả của video mình mới post cho anh em ngày hôm qua thôi nhá trong cộng đồng trên Telegram đó. Ok, quay trở lại thì chúng ta sẽ thấy rằng gần đây các dự án GameFi airdrop rất là xịn sò đúng không? Mình đã điểm tên cho anh em ở phần đầu của clip rồi đó. Thì thời điểm hiện tại đây chúng ta sẽ có một số dự án GameFi thời gian gần đây khá là hot và có nhiều bản cập nhật đó. Mình sẽ đến đối với cả dự án game đầu tiên nhé. Dự án này mang tên đó là Zemincom. Mình đã có một cái bài tổng hợp cho anh em về GameFi á trên nền tảng channel Telegram ở đây rồi nhé. Thực ra là mình có điểm lại cho anh em mà thôi. Và trong clip này thì mình sẽ đề cập thêm cho mọi người một số các cái mục mà chúng ta chưa hoàn thiện được đó. Zemincom ở đây thì thuộc hệ sinh thái của Arbitrum. Và anh em sẽ thấy rằng hệ sinh thái của Arbitrum mặc dù là thị trường ảm đạm cũng như là L2 thì chưa thấy sự tăng trưởng đột biến trở lại ấy. Nhưng mà theo block cũng như là lượng daily transaction ở trên hệ của Arbitrum thì vẫn đang ở top đầu. Tức là cái dòng tiền hoạt động ở trên hệ Arbitrum thì vẫn đang khá là ổn áp nha anh em. Và thời gian tới thì chỉ cần thị trường ổn định thôi á, sẽ có làn sóng khá là mới trong các cái dự án thuộc hệ sinh thái của Arbitrum nhé. Arbitrum thời gian vừa qua thì họ mới thông qua cái quỹ nhé, để có thể đề xuất hỗ trợ cho những dự án GameFi với cái pool đó là 225 triệu token ARB. Và thực ra thực tế hiện tại đang update cho anh em thì đó khoảng tầm 400 triệu nhé. Và Zemincom là một cái dự án game thời gian vừa qua đã vươn lên cái bảng xếp hạng ở trong các dự án GameFi ở trên hệ sinh thái của Arbitrum. Nó sẽ được build trực tiếp phát triển bởi Chusada. Cái đơn vị này thì anh em nếu mà chúng ta tham gia thì mọi người cũng khá là quen thuộc rồi. Đây sẽ là một cái dự án game khá là hot nha anh chị em. Đa phần những cái dự án game ở trong clip mình đề cập cho anh em đây thì hoàn toàn free nhé. Và chơi như thế nào để chúng ta có thể nhận được airdrop ấy thì cái dự án Zemincom này mình cũng đã có một clip cho anh em đây rồi. Anh em xem lại clip giúp mình nhé để xem những mục cơ bản nhất tạo lập tài khoản cũng như là chúng ta tham gia join và cái thông tin link để tham gia cái dự án game đó là Zemincom mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi chúng ta click vô đó và bắt đầu trải nghiệm á thì có cái mục nào đó, nhiệm vụ nào đó khó quá anh em sẽ hỏi trong cộng đồng của mình nhé. Có rất nhiều anh chị em chúng ta cũng như là đội ngũ admin á, họ đã qua tất cả những vòng đó rồi á, thì họ sẽ chia sẻ lại cho anh em. Và cũng rất nhiều người chúng ta may mắn nhá, bởi vì trong quá trình mà chúng ta chơi game á, chúng ta sẽ mở ra được cái NFT, mình sẽ log in cái tài khoản cho anh em nha anh chị em và kết nối tài khoản Twitter của anh em á, Discord nhá và ví nữa để chúng ta bắt đầu tham gia. Nói chung thì mọi người sẽ xem lại clip này để tạo lập tài khoản căn bản nhất nhé. Sau đó thì ở đây sẽ có những cái nhiệm vụ hàng ngày đó. Anh em sẽ làm hết nhiệm vụ này mọi người sẽ nhận được cái point đúng không? Và sẽ cái mở cái dương này. Đó.
anh sẽ mở cái dương này nha anh chị em. Và sau khi mở dương thì sẽ có những phần thưởng reward ở đây, có rất nhiều anh chị em chúng ta đã trúng được cái đồng ARB rồi, và cái token đó thì anh em sẽ được quy đổi, sẽ được claim về sau khi mà sự kiện sắp tới đó anh chị em, cũng như là chúng ta nếu mà may mắn á, chúng ta nhận được nhiều KFT nha anh chị em. KFT như vậy á, gọi mức độ quý hiếm càng cao đó anh chị em, thì mọi người sẽ có cơ hội về sau khi mà quy đổi về token airdrop của cái dự án này. Kèm theo á, thì anh em sẽ để ý giúp mình ở trong cái mục đó là side quest á anh chị em, thì hàng ngày nha anh chị em chúng ta có thể là hoàn thành các nhiệm vụ ở đây để anh em có thể nhận thêm được cái point này, và chúng ta tiếp tục mở dương nhá. Ở đây sẽ có những nhiệm vụ đó chúng ta có hoàn thành nhá, sẽ có một số nhiệm vụ khá là khó thì anh em sẽ vào trong cộng đồng của mình để hỏi ở dưới phần mô tả ở trong group chat nha anh chị em. Ngoài ra trong mục weekly á, thì anh em có thể là tạo lập nhân vật ở đây cũng như là chúng ta tham gia mua NFT đó. Ok, đối với cả dự án Bincom thì đây sẽ là một cái dự án khá là hot trên hệ sinh thái của bên trong, và chúng ta cố gắng làm và thực hiện ngay nhá nếu mà chúng ta chưa thực hiện bất kỳ một cái app nào đó. Tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đến đối với cả cái dự án thứ hai nhé. Dự án thứ hai mình đề cập cho anh em trong clip này đó là cái dự án Pixelverse nhé. Đây là một dự án khá là hot. Nếu mà nói về cái trend đó là tap to earn đó anh chị em. Tap to earn thì hiện tại đây Notcoin đã có một đợt airdrop khá là ấn tượng đúng không? Và cũng đã listing trên tất cả các nền tảng sàn top hiện tại rồi. Binance cũng đã có đúng không? Vì vậy thì cái trend này đang hot dần lên và có nhiều các cái dự án sau đó. Gần đây thì có cái dự án Hamster Combat đúng không? Nhưng mà cái dự án đó thì có quá là nhiều người join rồi. Và tiếp tục như vậy thì sẽ là cái dự án Pixelverse nhé. Tuy nhiên cái dự án này sẽ có cái điểm đặc biệt hơn so với cả những dự án trước đây ấy, đó là có VC rõ ràng và có quỹ đầu tư luôn đó. Và cái dự án đã raise vốn được đó là 5,5 triệu đô la trên nền tảng Twitter chính thức của dự án, thì anh em có thể là xem đây giúp mình nhé. Pixelverse đã raise vốn được 5,5 triệu bởi Metico này, Delphi, Metalist Capital đó, thông tin gọi vốn thì anh em có thể là xem đấy giúp mình. Và cái khối lượng người dùng trên nền tảng của Pixelvot tăng trưởng rất là nhanh chóng luôn, vươn lên top 2 chỉ sau Hamster Combat thôi nha. Hiện tại đâu đó khoảng tầm hơn 30 triệu người dùng đó anh chị em. Điểm đặc biệt tiếp theo của cái dự án này đó là được xây dựng bởi đội ngũ của Binance và các cái dự án khác. Và hiện tại đây nếu mà chúng ta chưa tham gia Pixelvot ấy, thì anh em sẽ click vô vào cái đường link thứ hai ở dưới phần mô tả của video và xem cái bài hướng dẫn ở đây nhé. Tất cả các cái clip và các cái bài hướng dẫn thì mình đều có trên nền tảng channel Telegram á, mình có để lại hết ở dưới phần mô tả của video cho anh em nhé. Chúng ta xem lại cái bài hướng dẫn ở đây để chúng ta sẽ bắt đầu tham gia. Và ở phần cuối của clip thì mình cũng sẽ show cho mọi người luôn về cái giao diện cũng như là cách chơi đối với cả cái dự án game Pixelverse này, những điểm cần chú ý nhé. Và cái dự án tiếp theo, cái dự án cuối cùng ở trong clip này mình tổng hợp cho anh em đó là dự án Backwood. Dự án này thì khả năng anh em cũng nghe đến khá là nhiều rồi. Giao diện game á thì mình cũng đã có clip hướng dẫn cho anh em đầy đủ nhé. Chúng ta xem lại giúp mình này. Chỉ có cái clip liên quan đến gọi là vượt qua vòng 30 ấy, thì chưa có mà thôi. Nhưng mà hiện tại đây thì đa phần anh em chúng ta đều vượt qua cả rồi đó, cho nên chúng ta sẽ không cần phải hướng dẫn nhiều thêm đó anh chị em. Thế này, cái dự án game đó là Backwood nhá. Cái dự án này thì cực kỳ là hot bên hệ sinh thái của Sol. Anh em sẽ lưu ý giúp mình nhá. Dòng tiền đổ vào Sol thời gian vừa qua thì mình đã update cho anh em khá là nhiều rồi. Đặc biệt thông tin lớn ngày hôm qua đó là cái quỹ Van Eck đó anh chị em, phú quân lớn phú quân đó, họ đã nộp đơn, chính thức nộp đơn về Sol ETF Spot đó. Và mình nghĩ rằng là chưa được thông qua ngay đâu, nhưng đây sẽ là mở ra thêm một cái cơ hội lớn cho cái dự án này trong thời gian sắp tới. Trước đó thì cái quỹ Van Eck này cũng đã dự đoán giá của cái đồng Sol trong chu kỳ uptrend cầu tại đâu đó khoảng tầm hơn 3.000 đô la. Đây gọi là cái dự đoán của quỹ mà thôi nhá. Thì anh em đã được mình cập nhật khá là nhiều rồi. Vậy nên á, dòng tiền ở trong hệ Sol thì anh em đã thấy rồi, rất nhiều các cái đồng coin đúng không? Đồng meme coin đó, tăng trưởng cực kỳ là mạnh luôn đó. Đặc biệt là GameFi ấy, thì đây cũng sẽ là một mảnh ghép cực kỳ là lớn nha anh chị em. Ok, đối với cả cái dự án The Backwood á thì đang thu hút một khối lượng người dùng rất là lớn bên hệ sinh thái của Sol luôn đó. Và để tham gia được thì anh em sẽ click vào cái đường link thứ ba dưới phần mô tả của video, sẽ nhập code đó là chip crypto để nhận thêm phần thưởng nha anh chị em. Và có hướng dẫn chơi cũng như là clip hướng dẫn cho anh em luôn nha anh chị em. Mình có cả post và có cả clip cho anh em đó. Vậy nên là anh em nếu mà chúng ta không xem clip ấy, thì anh em có thể là xem post ở đây nhé. Ok, và như vậy thôi. Đây là tổng hợp ba cái dự án đang khá là hot trên thị trường đó. Và ngoài ba cái dự án này thì hiện tại có hai cái dự án game mà chúng ta đã nhận airdrop thời gian vừa qua đó, đó là Pixel và dự án Pirate Nation đúng không? Gần đây thì họ có thêm cái game về Season 2 airdrop đó. Anh em muốn tham gia thì chúng ta có thể là cập nhật trực tiếp trên nền tảng Twitter của dự án luôn nhé. Bây giờ đây ở phần cuối của clip ấy, thì mình sẽ show cho mọi người về cái dự án game Pixel First và hướng dẫn cho những người mới chúng ta những mục cần chú ý ấy, để chúng ta sẽ có cơ hội nhận airdrop trong tương lai nhé. Ok, đây sẽ là cái giao diện game Pixel First nha anh em, ở trên màn hình điện thoại của anh em đó. Và chúng ta sẽ kết nối tài khoản Telegram, cái đường link thứ ba mình có để dưới phần mô tả của video đó. Thì sau khi ra cái giao diện như vậy nhé, ở đây thì có một số các cái mục chúng ta sẽ cần phải lưu ý để chúng ta sẽ kiếm nhiều token hơn nhé.
Trong cái mục earn á, anh em tap trên màn hình điện thoại như các cái game tap to earn hiện tại chúng ta đang chơi thôi nhá, sẽ hiển thị ra cái số dư của anh em đó và cái tên của anh em ở đây, cũng như là chúng ta có thể là kết nối các cái tài khoản ví Web3 đó như Binance OKX đó. Ok, tiếp tục như vậy trong cái mục invite thì anh em có thể là mời bạn bè, lấy link mời bạn bè nhé. Trong cái mục file ở đây á, để anh em có thể là mua tướng nhá và nâng cấp tướng lên, chúng ta sẽ tham gia chiến đấu trong cái mục là Fire Friend hoặc Random á. Anh em chọn Random thì nó sẽ chọn ngẫu nhiên ở trong máy để chúng ta có thể là tham gia chơi đánh cái con tướng đó mà thôi nhá. Mình sẽ thử cho anh em xem nhá. Ví dụ click vô vào cái mục đó là Random này, đó. Ở đây thì đang ghép tướng nhá. Ok, ở đây thì nó sẽ hiển thị lên cái hình con pet á ở các cái ô vuông nha anh chị em. Thì mọi người sẽ click vào ô vuông đó để đánh các cái con pet đó nhá. Đó, chúng ta sẽ đánh liên tục như vậy này. Và đợi một lúc này thì nó sẽ ra một cái mục để chúng ta sẽ chọn lựa chọn ô tấn công, nếu mà đúng á, đó, như vậy cái màu xanh nhá là chúng ta đã hoàn thành tấn công một lượt này. Tiếp tục như vậy thì sẽ đến cái mục là phòng thủ nhá. Chúng ta sẽ chọn ô ngẫu nhiên mà thôi nhá. Đó. Và như vậy là chúng ta chọn sai đúng không? Không phòng thủ được thì chúng ta sẽ dính một đòn đó. Ok, và mọi người tiếp tục tap nha anh chị em. Tap ở các cái ô mà hướng dẫn á, họ có hiển thị ô hình tròn đó anh chị em. Đó, tap liên tục như vậy nhé. Và mọi người sẽ nhìn thấy cái máu của anh em á và máu của đối thủ trên kia cho đến khi á mà chúng ta thua hoặc là đối thủ của bị thua thì sẽ hoàn thành xong trận đấu này và mọi người sẽ nhận được reward nhé. Ok, anh em làm tương tự như vậy nhé. Và ở đây thì mọi người hàng ngày có thể là mua tướng được nhé. Cứ 24 giờ thì anh em sẽ mua được một tướng. Và từ thứ 6 thì anh em sẽ cần phải có khoảng 100 triệu coin để mua nhé. Và trong cái mục top này đây, đó chính là cái mục liên quan đến phần thưởng. Đang có một cái sự kiện đó là 330.000 đô la nha anh chị em. Và kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Sự kiện này thì dành cho anh em chúng ta chơi á để nâng level lên á và chúng ta gọi là mời bạn bè đó để kiếm thêm phần thưởng đó, thì sẽ có trong cái pool đó là 330.000 này trong cái top nha anh chị em. Trong cái mục reward là cái mục anh em sẽ cần phải quan tâm rất là nhiều đó. Thay vì chiến đấu cũng như là tác hàng ngày trên màn hình điện thoại thì chúng ta nhớ thứ nhất đó là cái mục claim đầu tiên nhé. Cái mục này hàng ngày anh em nhớ vào check in này và có thể claim về. Và cái mục quan tâm nhất đó là daily combo nhé. Anh em click vô đây bởi vì hôm nay mình làm rồi đó cho nên nó hiển thị đó là 20 giờ nữa mới có thể làm tiếp theo cơ. Anh em click vô đây và mọi người sẽ ghép hình nhé, ghép hình hàng ngày đó để chúng ta sẽ nhận được phần thưởng reward và cũng khá là lớn luôn đó. Hàng ngày mình sẽ cố gắng update cho đường admin, họ sẽ cập nhật cho anh em trên nền tảng channel Telegram, anh em vào trong đó để lấy kết quả nhé, ghép hình thôi. Trong cái mục chắc là cái mục để anh em sẽ làm nhiệm vụ nhé, như là kết nối các cái tài khoản này, đơn giản mà thôi nha anh chị em. Ngoài ra thì đang có một cái sự kiện liên quan đến pool thưởng của OKX Web 3 đó. Cái sự kiện này thì anh em làm trên Gaxe nhé, click vô đây sẽ dẫn cho anh em đến cái đường link ở bên Gaxe đó và chúng ta sẽ bắt đầu làm mà thôi nhé. Còn những nhiệm vụ như like retweet như này thì khá là dễ rồi để anh em nhận thêm coin đó, đó do Discord dự án nhé. Ok, như vậy thôi. Và như vậy qua clip ngắn này mình đã tổng hợp lại cho anh em ba cái dự án game cũng khá là hot đó. Anh em nhớ xem hết clip và chúng ta sẽ thực hiện làm ngay. Ở dưới phần mô tả của video thì có hết nhé. Cuối cùng cũng chúc cho anh em chúng ta sẽ nhận được airdrop trong thời gian tới của ba cái dự án game này. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau. Nếu cảm thấy clip hữu ích hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh YouTube và nhấn bật thông báo lên nhé.